Chào mọi người, mình đến đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy một bài hát có tên là Chiều Thu Họa Bóng Nàng, đoạn từ người nhà hóa cô Liêu trên TikTok ấy. Thì bây giờ mình bắt đầu nhá. Bài này thì mình sẽ chỉ cho bạn một đoạn duy nhất. Thì bây giờ mình sẽ đếm nhịp cho bạn qua nhá. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết. Ok, bây giờ thì chi tiết động tác sẽ như sau. Đầu tiên, thứ nhất là bạn sẽ nhún xuống. Nhún là mạnh nhé, sức khoát lên, nhún. Và sau đó lên dần như thế này. Còn về phía tay như sau, đây để đỉnh xuống. Chọc thẳng xuống, móc lên. Đó, đưa chân mình lên, lần hai tương tự, chọc thẳng ngược, móc lên. Đó, khi chọc xuống thì người nhún và móc lên thì lên dần như thế này. Hai lần bình, 5, 6, 7 xuống này, xuống, đưa lên, tiếp tục xuống, đưa lên. Động tác tiếp theo chân vẫn nhún như thế mình thì này tay đấy đà và sau đó mở lướt sang phía bên phải. Tiếp theo tương tự lấy đà tay và sau đó đưa qua phía bên trái, được chưa? Cứ mỗi lần lướt như này thì nhún lên, nhún lên, được chưa? Và sau đó này các bạn thu tay về phía ngực, đập ầm ầm ầm, đập lên trước nhá, đập lên trước như này, 3 lần thật nhanh, đà nhanh, 7 và 8, được chưa? Rồi cả nhá, 5, 6, 7 xuống này, nhún lên chậm, nhún lên chậm, lướt phải, lướt trái, bầm bầm bầm, được chưa? Đến đây đập này mình chỉ cần tay là chủ yếu thôi, đập mạnh lên 3 lần. Động tác tiếp theo tay trước nhá, bình xuống cho mình, chéo này, sang này và sau đó cuộn cổ tay lên đến về bên đầu trắng này và sau đó cuộn ngược lại này. Ra mình khi này chéo sang, cuộn vào lên đây, cuộn ra. Ok, còn về phía hông thì như sau nhé. Các bạn để chân cho mình thoải mái ra, tập hông này, để chân thoải mái để bằng vai, được chưa? Khi tay chéo thì các bạn đưa hông sang phía bên trái, người đủ sang hướng ngược lại về bên phải, hông trái này, đồng thời nhấc cái gót chân trái lên để mình đẩy hông cao hơn. Ok, lại nhá, hông trái thả ra, hông phải về trái, về phải, về. Ok, lại này, tay chéo về xa, về và lên và ra, được chưa? Bởi vì không các bạn cứ đẩy qua lại giữa trái phải như này mình, được chưa? Nhớ nhá, đẩy bên nào mình đắp cái chân đấy lên, đây, đây, đắp lên, chỉ cho nó cao lên. Rồi bây giờ kết hợp với tay nhá, 7 và 8 này, 1, 2 lên 3 về 4, đúng không? Động tác tiếp theo các bạn đưa tay sống giống như là ở vớt đầu ấy, được chưa? Nhưng mà đưa nhẹ nhàng ở phía trên đấy nhá, 2 lần 1 này, 2 lần như thế này, được chưa? Và sau đó đan tay vào nhau, ra đan tay vào nhau như thế này, 2 vòng, nó sẽ đặt ở vị trí khác, đặt ở đây một cái, bên này một cái, rất nhanh nhá. 2 lần cao, đan chéo, chéo và sau đó dùng cho mình cái tay phải thôi và xoắn từng ra là xong rồi nhá. Còn về phía hông thì như sau. Động tác này hông trái, được chưa? Hông phải lên trái, ra phải, trái này, phải này, trái, phải. Hông vẫn tiếp tục đi theo bài này cho mình chiều như thế, đúng nhá. Được, kết hợp với tay với hông từ đây từ phần này không. 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4 này, đây vuốt 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 thu từ ngón vào. Ok, xong bây giờ thì mình sẽ đến nhịp thật là chậm từ đầu nhá. 5 6 7 8 nhún 1 lên, 3 4 nhún 5 lên, 7 kéo qua phải, 3 tiếp kéo trái đi 7 và 8 hông 1 2 lên, 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 hết. Ra thành đám này. Ok, bây giờ mình sẽ đến nhịp nhanh nhá. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Hết. Rồi, như vậy là mình đã vừa cùng mọi người học xong bài nhảy trên TikTok có tên là Chiều Thu Họa Bóng Em. Thì mình rất mong là mọi người sẽ học vào bài này xong thật là nhanh. Bài này để có một clip lên TikTok nha. Cảm ơn mọi người đã xem và hãy yêu thích và đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.